Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nắng nóng thuyên giảm thì sang tới ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh trở lại. Bắc Bộ được dự báo sẽ lại xuất hiện nắng nóng diện rộng. Trời có nắng với cường độ khá mạnh vào trưa chiều, với nhiệt độ tăng cao, mức nhiệt cao nhất dao động từ 32-35 độ, có nơi 36 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc như tại Mường Lây, Mường La, Sông Mã hay là Mai Châu, Hòa Bình, nhiệt độ có thể lên trên 37 độ. Sang tới ngày 20 tháng 5, khi hội tụ gió không còn thì nắng nóng sẽ còn tiếp tục gia tăng và mở rộng hơn. Đối với khu vực Trung Bộ, trong ngày hôm qua, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Và mức nhiệt này sẽ còn lặp lại trong ngày hôm nay. Cụ thể là do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên khu vực tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây như tại Hồ Xuân, Tương Dương, Tuyên Hóa là trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12-16 giờ. Trời nắng khô với độ ẩm không khí phổ biến là từ 50-65%, nhưng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ và cháy rừng rất cao. Người dân cần hết sức thận trọng. Đối với vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay, thời tiết ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên trong khoảng từ 31-34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 32-34 độ. Trong khoảng thời gian từ sáng tới 15 giờ chiều là lúc gió mùa Tây Nam tích ẩm, trời không mưa, độ ẩm trong không khí cao phổ biến là trên 70%. Nhưng sau 15 giờ, khi gió Tây Nam đã tích đủ độ ẩm, thì nó bắt đầu giải phóng bằng những cơn mưa dông. Mưa xuất hiện nhiều nơi ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, các tỉnh miền Tây Nam Bộ sẽ là những nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Với lượng mưa trong chiều và tối nay sẽ phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa trên 50 mm. Từ ngày mai 20 tháng 5, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn và mưa dông sẽ còn gia tăng trên khu vực. Bà con cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay qua quan sát trên mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn GFS Hoa Kỳ, trong tuần sau, Biển Đông có thể xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, theo như chúng tôi, đây mới chỉ là dự báo xa, độ chính xác vẫn còn chưa cao. Vì vậy, vẫn cần phải theo dõi mô hình dự báo trong những ngày tiếp theo để có thể đưa ra những nhận định chính xác hơn. Năm nay, dự báo nước ta sẽ phải đón nhận từ khoảng 12-14 cơn bão hoạt động, trong đó sẽ có từ 5-7 cơn sẽ đổ bộ vào đất liền. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, 19 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng là từ 30-32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam là từ 32-35 độ. Tây Nguyên, có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, giữa phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.